Bây giờ đây xin hướng về sân khấu, xin được trình bày qua một giọng ca rất là điêu luyện và ngọt ngào, cùng một ca viên của ca đoàn nhà thông. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ Mỹ Hạnh. Linh hồn người là ai? Linh hồn người là ai?
rất nhiều thiên. Vâng, vừa rồi là Linh Mục Người Là Ai, một nhạc phẩm của cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Quý vị nghe một cái giai điệu jazz Beautiful Home, xin một tràng pháo tay, quý vị có muốn nghe nữa không ạ? Nhưng mà hình như cái tiết mục vừa rồi qua tiếng hát của chị Lê Hạnh thì đã hay, làm cho bài hát nó hay rồi. Nhưng mà một cái điều gì đặc biệt mà quý vị có thể nhìn thấy trên sân khấu nó lạ hơn những tiết mục của nhà nước chúng con, thưa quý vị, đó chính là hát anh này chuẩn bị đi đâu vậy? Đó là anh nhạc sĩ Thanh Âm và anh Hùng Sơn.